Trên tay em đây là bộ kích sóng wifi Mercury này, 3 dâu này, MWK310 này, tốc độ là 300 MB. Loại này thì kích sóng wifi rất là mạnh mẽ, cài đặt thì rất là đơn giản. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác cách, đó là cách reset lại cái bộ kích sóng wifi này để chúng ta cài đặt lại từ đầu. Ví dụ như là nhiều bác chuyển nhà hay là mua nhà hay là cài đặt sang đổi tên wifi sang cái mạng mới mà mình không biết, mà cái bộ này bây giờ nó không kích được nữa, thì chúng ta sẽ reset lại. Thì hiện tại cái bộ Mercury này của em đang chạy bình thường này. Đây em test luôn cho các bác này. Hiện tại đèn đèn xanh này, đèn xanh của nó đang chạy bình thường nhá. Hiện tại là 4 mật khẩu của nó này là 1 2 3 4 5 6 7 8. Thử vào xem nào. Đây, đang chạy bình thường này. Bắt wifi vào bình thường rồi này. Bây giờ chạy thử xem nào. Đây. Thử vào YouTube xem nào. Đấy, YouTube là chạy rồi này. Đấy. Đấy nhá, chứng tỏ là nó lên rồi nhá. Có mạng rồi nó mới chạy lên nhá. Bây giờ thoát ra ngoài xem đúng cái mạng ấy của em hay không này. Đúng nhá. Thì hiện tại là bây giờ thì em sẽ reset nó lại này. Thì reset thì rất là đơn giản thôi. Các bác sẽ cần một chiếc, thứ nhất là cần một chiếc chọc sim này. Thứ hai là một cái que tăm. Đây là cái khe reset của bộ Mercury này. Đây này, nó ngay ở dưới cái chỗ đèn này này. Thì chúng ta sẽ lấy cái tay này, chúng ta giữ lấy bộ này, lấy cái que tăm này nhấn vào này. Đếm 1 2 3 4 5. Đấy, đèn nó nhấp nháy, các bạn thả tay ra. Đấy, đèn nó nhấp nháy này, đang xanh thì nhấp nháy bắt thả tay ra luôn nhé. Bây giờ nó đèn đỏ này. Đây, bây giờ thì quét lại wifi xem là cái bộ kích nó còn chạy hay không nhé. Đấy, mất rồi này. Đấy, thì bây giờ nó đã về cái Mercury rồi này. Đấy là cách reset nhé. Reset cái bộ kích wifi này từ đang kích về mặc định ban đầu này. Đấy. Sau khi mà đã reset thành công đèn đỏ rồi này, thì bây giờ chúng ta lại tiến hành là kích tiếp này, kích sang cái mạng mới này. Thì rất là đơn giản thôi. Các bác bắt vào cái wifi của nó cho em. Đây. Bắt vào cái Mercury này này. Tại vì con này Mercury thì nó không có mật khẩu, được cứ bấm là vào thôi. Đấy. Sau khi bấm vào này, bây giờ các bác thoát ra ngoài này. Tại vì nó mặc định của nó là nó nhảy sang cái trang Melogin, nhưng mà bây giờ các bác nó không thích nhảy này. Thì bây giờ mình sẽ vào là 192.168.1.253 này, các bác lưu ý cho em này. Bây giờ thoát ra ngoài này. Vào trong cái trang này bất kỳ này, đây. Đầu tiên là các bác vào cái trang này này. Ví dụ như là các bác gõ cái trang vào đây này là melogin.cn, các bác đi này. Thì nó cũng ra cái dòng này. Đấy. Còn bây giờ nếu mà các bác không gõ vào cái trang đấy nhá, thì các bác lại ra cái trang này, các bác gõ này. 192.168.1.253. Đây, các bác đi này. Đấy, thì nó cũng đều ra cái trang Mercury này. Cả hai trang. Đấy, các bác thấy giống nhau không? Cả hai trang nó đều vào nhé. Các bác chọn một trong hai nhé. Một là gõ melogin.cn, hai là gõ địa chỉ IP 192.168.1.253. Thì hiện tại đây, sau khi nó đã ra rồi thì nó sẽ yêu cầu là nhập mật khẩu này. Thì các bác sẽ tạo một cái mật khẩu. Cái mật khẩu này như hôm trước em đã bảo rồi. Mật khẩu này là tự các bác nghĩ ra và điền là hai dòng giống nhau, cả chữ cả số, từ 6 đến 18 ký tự. Đây, em nhập là Đông Lê 190. Các bác nào mà không tạo được thì lấy cái mật khẩu của em mà tạo cũng được. Đấy. Sau khi mà nhập cái mật khẩu rồi này, thì hiện tại cái điện thoại nó sẽ quét. Các bác để ý là nó sẽ quét cái wifi này. Đấy, bây giờ nó sẽ ra những cái wifi gần nhà này, hoặc là cái wifi nhà mình, hoặc là wifi nhà hàng xóm để cho các bác kích này. Các bác muốn kích con nào thì các bác bấm vào con đấy. Ví dụ như em kích con này đi. Con BTH này. Thì các bác nhập cái mật khẩu gốc của cái BTH này vào nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là cái mật khẩu gốc của nó này. Còn đây là cái tên kích này. Thì một là các bác không muốn đổi tên thì các bác để nguyên này. Các bác muốn đổi tên thì các bác sửa đây. Đây. Em sửa thành TP5G đi. 5G. TP5GA. Đấy nha. Nhập cái tên mật khẩu wifi này. Thay đổi tên này, các bạn nhấn vào đây, các bác nhấn vào đây này, sửa tên này. Sau đấy thì bấm vào đây để lưu lại này. Đây, bấm vào để lưu lại này. Các bác lưu ý là cái mật khẩu của cái bộ này này, thì nó sẽ cùng với cái mật khẩu của cái wifi gốc luôn nhé. Các bác không sửa được cái mật khẩu đâu, chỉ sửa được mỗi tên thôi. Đây là nó sẽ thông báo này. Sau khi mà kết nối xong này, sẽ tùy vào trường hợp là đèn đỏ hoặc đèn xanh hoặc đèn vàng này. Đây là tín hiệu 5G này. Đây, tên của em sau khi mà thay đổi là TP5G này. Bây giờ thoát ra ngoài xem là đúng hay chưa này.
Đây. Hiện tại thì là cái con Mercury của em nó mất rồi này. Đây. Con Mercury này, hiện tại con Mercury vẫn có này, bây giờ em gạt đi này. Em chụp lên cho nó. Em mở lên này, gạt sang này. Đấy, con Mercury mất rồi đúng không ạ? Có nó lên cái TP5G này. Đấy, bây giờ để nhập mật khẩu này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kết nối. Ok, vào được mạng rồi nhá. Đây. Đấy. Trên đây thì em đã hướng dẫn các bác là cách reset lại cái bộ Mercury này, cũng như là cách cài đặt lại này, để cho nó bắt cái wifi mạng mới nhà mình này. Rất là đơn giản đúng không ạ? Bộ Mercury này, 3 dâu này, kích sóng wifi 310 này, dễ dàng cài đặt này. Cài xong thì nhổ điện ra cắm khắp nhà để được. Phun vạch, ví dụ như nhà đang có 1-2 vạch sóng rồi, bây giờ cắm vào đấy thì nó sẽ lên đến 3-4 vạch. Đấy. Các bác lưu ý nhá. Đấy. Cài đặt rất là đơn giản. Reset bộ Mercury B201 và cài đặt lại. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip.